sáng ngày 5 tháng 9, sau khi ghép da xong, bệnh nhân phải để kiểm tra thay băng thường kỳ vài ba lần, xem miếng da được lấy chỗ khác đắp qua có dính hay không, làm thẩm mỹ xem da có ăn tốt hay không. Nhấn mạnh, như báo Người Lao Động thông tin, sáng ngày 19 tháng 8, trong lúc đi làm thuê ở rẫy mãng cầu ở khu vực núi Bà Đen, Tây Ninh, anh Tâm phát hiện một con rắn hổ mang chúa nặng 4,6kg, dài hơn 2,5m. Con trai anh kêu cha bỏ chạy nhưng do gia đình khó khăn nên anh quay lại bắt con rắn để bán lấy tiền. Khi anh Tâm bị con rắn cắn vào đùi, anh Tâm được chở đến bệnh viện đa khoa Tây Ninh cấp cứu rồi chuyển xuống bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng nguy kịch và được cứu chữa cho đến nay. Hiện tại sức khỏe bệnh nhân còn khá là nặng. Cái vết cắn của anh á, thì hoại tử nhiễm trùng, thì hiện tại là qua bên phòng mổ thì bác sĩ bên chỉnh hình người ta đã cắt lọc rồi, mà tiên lượng sắp tới là có khả năng cắt lọc lại thêm nhiều lần. Khi cái tình trạng ổn hơn thì người ta phải lấy da, người ta ghép cái chỗ vết rắn cắn, vết hoại tử của ảnh nữa. Thì hiện tại ảnh còn những vấn đề sao, thứ nhất là vẫn còn siêu hấp, ảnh còn phải thở máy, tổn thương thận, hiện tại đang lọc máu liên tục. Hy vọng thì ngày tới thì ảnh sẽ đỡ hơn. Hiện tại vẫn còn phải dùng thuốc để điều trị cái tình trạng nhiễm trùng và mà lọc máu cho ảnh. Tiên lượng sắp tới thì anh Tâm vẫn phải tiếp tục thở máy, tiếp tục lọc máu và điều trị kháng sinh. Sắp tới nếu cái đánh giá lại tình trạng sau khi cắt lọc, đánh giá tình trạng cái vết thương của anh lần nữa, có thể hướng tới là có thể cắt lọc thêm nhiều lần nữa. Và khi cái vết thương của anh ổn định, của bác sĩ nhân ổn định thì sẽ tiến hành ghép da cho bệnh nhân.